Thì xin chào mọi người, hôm nay hơi muộn đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề mà đang gặp phải rất là lớn ở trong các cái chương trình làm về OKR, mục tiêu và kết quả chính. Mọi người hãy nhìn lên màn hình. Đây là hình ảnh gì ạ? OKR, Objectives and Key Result. Mục tiêu và kết quả chính khi chúng ta đạt đúng hồng tâm. Mục tiêu và kết quả chính đều hướng đến hồng tâm. Tất cả chúng ta đều mong muốn điều này. Thế nhưng mà thực tế thì sao ạ? Có rất nhiều trường hợp, mục tiêu và kết quả chính, những mũi tên của chúng ta không đến hồng tâm. Trượt ra khỏi hồng tâm, chúng ta ngã sóng xoài mặc dù nghĩ rằng là chúng ta đang ngồi chễm chệ và rất vững vàng trên những mục tiêu và kết quả chính mà chúng ta đưa ra. Đấy là lý do hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người rất nhanh 5 sai lầm cơ bản và 5 hậu quả nhãn tiền hoàn toàn hiển nhiên khi chúng ta viết sai OKR mà vẫn nghĩ là đúng cách. Chúng bắt đầu nhé. 5 sai lầm cơ bản và 5 hậu quả nhãn tiền. 5 hậu quả rất hiển nhiên khi viết sai OKR mà vẫn nghĩ là đúng cách. Thứ nhất, mục tiêu quá truyền cảm hứng. Mục tiêu trở thành quá tầm và khó khả thi. Thứ hai, mục tiêu ngang hàng với kết quả. Tức là chúng ta đã nhầm lẫn mục tiêu với phương tiện để dẫn đến mục tiêu, chính là kết quả đó. Thứ ba, kết quả ngang hàng với đầu việc. Chúng ta nhầm lẫn kết quả với cả phương tiện, nguồn lực, con người, thời gian. Đó chính là đầu việc để dẫn tới kết quả đó. Và thứ ba, thứ tư, liệt kê và liệt kê. Chúng ta chỉ thích liệt kê thôi. Nhưng mà với tư duy của chúng ta, cái sự liệt kê luôn luôn dễ chúng khiến chúng ta lan man. Chúng ta bỏ qua vấn đề chính, chúng ta giữ vấn đề nhỏ, chứ đừng nói gì đến chuyện chiến lược. Thứ năm, không thể giải thích nhân quả. Cái này là tôi, mục tiêu như thế này là vì tại sao, kết quả thế này là như thế nào, và đầu việc dẫn đến kết quả là thế nào. Kết quả không thể dẫn đến mục tiêu, và ngược lại, mục tiêu cũng không thể đạt được nhờ sai kết quả. Đây là một ví dụ. Mục tiêu quá truyền cảm hứng, mục tiêu quá tầm với khó khả thi. Đây là một trong những cái chương trình, một cái phần mềm rất là hay, rất là đơn giản nhưng mà rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng những cái việc mà những khách hàng của chúng tôi đưa lên những cái phần mềm này thực sự đang có vấn đề khi họ đặt tên và viết OKR sai nhưng mà vẫn nghĩ là đúng. Chúng ta hãy nhìn. Mục tiêu đầu tiên, từng bước chạm tới giấc mơ global, toàn cầu. Đây là một phần mềm rất hay và tôi tin rằng họ hoàn toàn có thể đặt mục tiêu toàn cầu. Rất đơn giản, rất dễ hiểu. Nhưng mà các bạn ơi, các chương trình OKR hiện nay đều dạy chúng ta rằng riêng về mục tiêu chúng ta không viết số. Chúng ta đừng ghi rõ ràng là phải có kết quả, phải đo lường, không đo lường. Mà thậm chí phải ghi một cách trừu tượng để chúng ta cảm thấy truyền cảm hứng, nhưng có định hướng. Vậy thì hãy phân tích chữ đừng bước, từng bước chạm tới giấc mơ. Nghe rất là truyền cảm hứng. Nhưng hãy thử xem ở phía dưới các kết quả chính có dẫn đến cái giấc mơ đấy không? Có thể là đây là một cái cá nhân hoặc là một cái đơn vị nào đấy chuyên về nhân sự hoặc tổ chức. Hỗ trợ sếp xây dựng kế hoạch OKR tổng thể, vân vân và vân vân. Hỗ tổ chức workshop thành công với 30 người tham dự. 30 người này có phải là đến từ toàn cầu? Hay là chỉ là 30 người đang ở Việt Nam hoặc là một cái tỉnh nào đó, một thành phố nào đó của Việt Nam? Tổ chức khóa học OKR cơ bản với 30 học viên trong tháng 8, học viên là ai? Họ có phải là những người đến từ toàn cầu hay không để chúng ta chạm tới giấc mơ toàn cầu? Và sắp xếp khóa học online vân vân và vân vân. Tức là mục tiêu rất khủng khiếp, mục tiêu quá truyền cảm hứng. Nhưng khi đọc đến những cái kết quả chính này, mục tiêu không đo lường được. Mục tiêu làm sao mà có thể đạt được với những kết quả như thế này? Vậy có thể nói là mục tiêu khủng khiếp quá đến tầm với không? Chúng tôi hy vọng những cái mục tiêu ghi những điều tuyệt vời như thế này, từng bước chạm tới giấc mơ, thì sẽ rất rõ xem là bước 1 để chạm tới bước mơ, giấc mơ này là gì. Bước 2, bước 3, chúng ta sẽ từng bước. Nhưng chúng ta không đồng ý với điều này. Với những hệ thống quản trị hiện có tại Việt Nam, thì những cái mục tiêu quá truyền cảm hứng này chỉ gây những sự khó hiểu, lẫn lộn, phức tạp. Mỗi người diễn giải một kiểu, và tất cả sẽ trở nên mâu thuẫn lẫn nhau, để cuối cùng quyết định rằng thế nào là mục tiêu truyền cảm hứng.
Và vì mục tiêu đã sai, mục tiêu đã không rõ ràng, đã không chuẩn, thì kết quả nó sẽ hoàn toàn không chính xác. Mục tiêu ngang hàng với kết quả. Tại sao lại như vậy? Và hiện quả, hậu quả nhiễm tiền chính là mục tiêu, chúng ta lại tiếp tục nhầm lẫn cái phương tiện, nguồn lực, con người, thời gian để mà dẫn đến mục tiêu đó chính là kết quả. Câu chuyện cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy những động từ rất cụ thể ở đây. Hỗ trợ, tổ chức, hỗ trợ. Ở đây tôi không nhìn thấy một cái điều gì. Ở đây tôi chỉ nhìn thấy số lượng, đầu việc và số lượng. Số lượng này chưa nói gì đến chất lượng cả. Nếu như chỉ có số lượng mà không có chất lượng thì làm sao có thể chạm đến giấc mơ toàn cầu nào đó? Thứ ba, kết quả ngang hàng với đầu việc. Tức là đầu việc chính là những cái danh mục đầu việc khác nhau để làm sao đạt đến kết quả. Vấn đề ở đây chính là sự nhầm lẫn giữa kết quả và phương tiện để dẫn đến kết quả. Lại nhìn tiếp tục, chúng ta nhìn tiếp tục một cái mục tiêu rất là mơ hồ, không biết có truyền cảm hứng không. Chắc chắn nếu như mà họ có một cái tiêu chí cụ thể về thế nào là đóng góp giá trị cho công ty thì có lẽ là được. Nhưng nếu chỉ là một mục tiêu thôi thì tôi không biết bao giờ mới đạt được đến giá trị cho công ty. Ký kết hợp đồng, xây dựng lịch làm việc, áp dụng việc tiếp nhận, hoàn thành 4 giai đoạn, vân vân. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái con người đang đưa ra những cái đầu việc nhất định như thế này đều đang đóng góp một điều gì đấy cho công ty. Và đóng góp giá trị cho công ty. Nhưng với một cái đầu việc, một cái mục tiêu tên gọi như thế này thì ở phía dưới đây những cái đầu việc khác nhau để chúng ta làm, chúng ta vẫn có đó thôi. Và làm sao mà biết rằng những cái điều này sẽ thực sự áp dụng để trở thành kết quả và từ kết quả đạt đến mục tiêu. Một lần nữa, chúng ta lại quên mất chữ chất lượng và chúng ta chỉ tập trung vào chữ số lượng mà thôi. Liệt kê, to-do list, listing, listing. Chúng ta càng dễ lan man, chúng ta càng dễ bỏ vấn đề chính và giữ vấn đề nhỏ. Giá trị, thế nào là giá trị? Ở trên này vẫn phải ghi rất là rõ. Để xác định thế nào là giá trị và giá trị này đóng góp như thế nào vào công ty thì chúng ta cần phải có những cái nội dung rất cụ thể ở đây, chứ không chỉ là những đầu việc hay đầu dòng như thế này. Không thể giải thích nhân quả, không thể dẫn đến mục tiêu và ngược lại. Ở đây nếu như đọc kỹ sản phẩm này thì chúng ta lại thấy đầu việc, đầu việc, đầu việc và đầu việc. Và chúng ta không xác định tại sao, lý do tại sao tôi có mục tiêu này, lý do tại sao tôi có kết quả kia, lý do tôi có đầu việc này để dẫn đến kết quả và mục tiêu. Ngắn gọn một ví dụ của một công ty và chúng tôi sẽ có những clip tiếp theo nói những ví dụ cụ thể hơn nhất nhiều. Nhưng các bạn hãy nhớ, 5 sai lầm cơ bản và 5 hậu quả hiển nhiên khi chúng ta viết sai OKR mà vẫn cứ nghĩ là đúng cách. Thứ nhất, mục tiêu quá truyền cảm hứng thì mục tiêu đó quá với tầm với và khó khả thi. Thứ hai, mục tiêu ngang hàng với kết quả, chúng ta nhầm lẫn mục tiêu và phương tiện. Thứ ba, kết quả ngang hàng với đầu việc thì chúng ta nhầm lẫn kết quả với phương tiện để đi đến kết quả. Và cứ liệt kê thì dễ lan man bỏ vấn đề chính giữ vấn đề nhỏ mà chúng ta chẳng nhớ rằng chúng ta đang ở đâu. Chúng tôi có những báo cáo đến hàng chục đầu việc liên tục nhưng mà không biết cuối cùng nó sẽ dễ đến đâu. Nó dẫn đến kết quả chứ chắc là dẫn đến mục tiêu. Và cuối cùng, không thể giải thích nhân quả. Tại sao có kết quả, tại sao có mục tiêu thì kết quả sẽ chắc chắn không thể dẫn đến mục tiêu và ngược lại. Hôm nay tạm thế đó nhé. Các bạn hãy nộp bài và chúng ta cùng chấp nhận thử thách, cùng viết với nhau những cái OKR thực sự đúng cách và tránh 5 sai lầm cơ bản này để tránh 5 hậu quả hiển nhiên. Bởi vì OKR thực sự là một công cụ tuyệt vời khi chúng ta thực sự dùng đúng cách của nó.